Tiếp nha. Bây giờ khuyến khích tạo model. Bây giờ thầy Kem nhìn thầy làm bằng cách là dùng cái lệnh. Trước tiên là các bạn dùng cái lệnh như sau. Ở đây chúng ta định quy định nhé, quy định tất cả các cái router ở các cái model mình nó sẽ nằm trong thư mục là model đi. App model. Đấy, thì mình sẽ tạo thêm thư mục model đây. Riêng cái user cái để ngoài cạnh đó. Thầy tắt bớt cái này đã. Để lắc rồi. Cái gì để lại cái web lại. Tắt hết. Rồi. Chúng ta mở CMD lên đây nhá. Các bạn nhìn này. Thầy tạo model này. Rất đơn giản thôi. PHP Artisan Make Make nha. Make gì? Model. Rồi, tên model. Ví dụ chúng ta đang muốn tạo bảng category gì cả. Category. Tuy nhiên là mình muốn đưa vào thư mục model, các em chỉ cần ghi vào thư mục là model suộc mình thế này thì tự nó tạo thêm thư mục model cho mình nhé. Thì sau này mình cứ áp model rồi đến tên file make model category là một này. Ok, nhìn đây nha. Ở đâu rồi, dưới này chứ không, đây đây app này, đây model category đấy. Nhanh quá, chúng ta cần khai báo pro tách tịch cái bình tĩnh của thầy nó thiếu thiếu pro tách tịch nhưng quên mất chữ protected mới sợ đổi chữ X thành chữ C đấy ơi. chứ. Rồi. Đô la table nhá. Bằng category này, cái table mình là category đúng không? Viết thường em nhá. Đấy, mỗi cái model viết hoa. Rồi. Cả cái fillable khai báo luôn nhá. Protected đô la fill này, ll này, able này, bằng khai báo luôn đây. Các cái trường như là ID rồi là name rồi là status đúng không? Có thể ID không cần được vì nó tự động tăng là mình không cần để ý nữa. Rồi, model thứ nhất mình khai báo vậy đi. Bây giờ model thứ hai này cứ tiếp tục vậy đó. Tất cả các bảng mình tạo hết đi. Bây giờ là product này. Rồi. Rồi đến customer đúng không? Rồi đến order đúng không? Rồi đến order detail này. Đấy, tạm thời mình đủ đó. Thì ta có đầy đủ model của đắt trước hết cái này qua thay đổi bảng đấy, nó có name, price, status, email, rồi category ID gì nữa. Đó thì mình phải xem lại database. Được rồi. Tiếp file nữa. Product xong nhá, bây giờ đến cứ copy lên thôi cho nhanh đỡ về phải bắt lại. Rồi, ví dụ customer chẳng hạn, em cũng vậy thôi. Đấy, cứ thế thế nhá. Đây là customer này. Copy cái model, paste sửa tên. Name, email, phone, address. Đó. Rồi gì nữa đó. Tiếp tục nha các bạn, làm hết cái đống này đi nha, đừng có thiếu gì đó. Đóng đi. Còn status nữa hả? Password nữa.
Name email phone address status password. Name email phone address status password. Rồi. Hai đường này không cần, nó có được phong rồi. Đấy. Như vậy xong phần model nhá. Đấy, xong phần model. Kem cứ tiếp 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 đây đi. Cứ làm tiếp tiếp vậy. Cứ đúng vào, đừng có sai. Rồi. Sau đó thì thầy dừng video đã.